Trước đó sáng nay trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã nghe báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Thay mặt chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, những tháng đầu năm 2024, nhiều vấn đề, dự án tồn động kéo dài được tập trung xử lý và đạt kết quả tích cực Xử lý các vấn đề động kéo Theo dài, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho phòng, biết, an chính phủ đã hoàn thiện định giá ba ngân hàng được chuyển giao hồi, bắt buộc và, và dự kiến trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án hình, chuyển tế giao tế bắt buộc tháng trong tháng 5. Việc này hồi, cũng sẽ hoàn thành tháng trong sau, năm nay. Tháng tháng trước. Nhiều vấn đề dự án tồn động kéo dài được tập trung xử lý đạt kết quả tích cực, trong đó đã chuẩn bị hồ sơ điều kiện để xem xét phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống. Đề án cơ cấu lại ngân hàng phát triển Việt Nam được triển khai và đạt kết quả bước đầu thông mới tập ngoài các ngân mỹ, hàng yếu kiểu, kém kiểu, đang chờ phương tra, án tái cơ cấu được duyệt phó thủ tướng lê minh khái cho biết ngân hàng phát triển việt nam đã triển khai cơ cấu lại tính đến cuối tháng 4, lỗ lũy kế của ngân hàng này giảm 20%, nợ xấu hạ 37,7%, tương đương với 15.000 tỷ quốc cầu, thẩm tra nội dung này chủ nhiệm ủy ban kinh tế của thanh cho rằng tình trạng sở hữu chéo thao túng lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn đáng lo ngại Việc Đấy xử lý, lý các tổ chức tín dụng yếu kém, trợ, dự án tồn động gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 và phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài còn chậm. Theo ngân hàng nhà nước, bốn ngân hàng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt gồm ngân hàng Đông Á và ba ngân hàng mua lại với giá không đồng là CB Bank, Ocean Bank và GP Bank.